Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hân hoan thông báo về việc hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, một trong trường hợp ung thư sàn miệng giai đoạn cuối, đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn tìm đến phòng khám trong tình trạng sức khỏe vô cùng suy yếu, gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống do vết thương ung thư di căn từ sàn miệng sang các cơ quan khác như lưỡi, vòm họng và nướu răng. Sau 3 tháng kiên trì hỗ trợ điều trị dưới sự tận tình chăm sóc của đội ngũ, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám, sức khỏe của anh Nguyễn Văn Toàn đã có chuyển biến tích cực. Ung thư dần được đẩy lùi, giúp anh Nguyễn Văn Toàn lấy lại niềm vui, ăn uống và cải thiện chất lượng cuộc sống. Bày tỏ sự tri ân đối với phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, anh Nguyễn Văn Toàn chia sẻ: "Tôi vô cùng cảm ơn Đức Chúa Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu công nghệ hỗ trợ điều trị ung thư bằng cháo nano và thảo dược nano cùng với các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả. Đặc biệt, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám đã luôn tận tâm, chu đáo trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời." Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Toàn là minh chứng cho hiệu quả vượt trội của phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với tâm nguyện trao hy vọng, gieo niềm tin, phòng khám luôn nỗ lực mang đến cho bệnh nhân ung thư những phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp, giúp họ chiến thắng căn bệnh quái ác và lấy lại cuộc sống mạnh khỏe. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập bởi cha Pedro Nguyễn Văn Tường với sứ mệnh mang đến cho bệnh nhân ung thư những phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả, an toàn và ít tác dụng phụ. Phòng khám hội tụ các đội ngũ thầy thuốc và nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện mạnh mẽ tấm lòng bác ái, ủng hộ cha Pedro Nguyễn Văn Tường và các thầy thuốc, đóng góp tích cực để dần dần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến phục vụ cho bệnh nhân ung thư theo di nguyện của cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã để lại cho hậu thế của tất cả chúng ta. Xin trân trọng. Mình tên Nguyễn Văn Toàn, đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Mình thấy là cái công nghệ này rất tốt. Từ hồi giờ mình không có, khi mà chưa vô đây thì mình cũng không có biết cái cháo nano hay là cái nước kìm để hạn chế cái tế bào ung thư đó, thì hồi giờ chưa biết, nhưng vô đây khi mà đã được quá trình mà để điều trị đây thì mình thấy là rất là tốt và tin tưởng cái những gì mà cha để làm ra, để như cháo nano này thấy rất tốt để chữa bệnh ung thư và nước kìm nữa. Nhưng bị ca sàn miệng, ung thư sàn miệng thì vào đây thì được 3 tháng. Thì trước kia mà trên bệnh viện ung bướu cũng có kêu tôi là phẫu thuật, thế là nhổ bỏ hàm răng dưới và cắt lưỡi. Tôi thấy không khả quan. Thì khi về nhà thì nghe có ông cậu ở bà con ở cũng là chữa bệnh bớt ở đây, cái giới thiệu xuống đây. Thì khi mà tôi chạy về dưới đây đó thì tôi gặp mà dưới đây thấy rất là nhiều bệnh nhân ung thư, người ta cũng chữa bớt, tôi rất là có tinh thần. Thì tôi đã xuống đây tôi chữa là được 3 tháng. Mà con người tôi lạc quan, xuống đây chữa 3 tháng thì tôi không nghĩ là 3 tháng đâu. Tôi nghĩ là cỡ phải 6 tháng trở lên, chắc không thể là 3 tháng mà bớt được. Nhưng mà bữa nay tôi đúng 3 tháng và tôi đã đi lên trên ung bướu xét nghiệm lại là chỉ số máu ung thư tôi đã trở về là lành âm tính hết, còn khối u tôi đã teo lại một nửa, nói chung là đã bớt hết bệnh rồi. Thì qua tuần tôi sẽ làm lễ xuất viện. Tôi cũng gửi đến cho bà con, ví dụ như mà mình bị ung thư đi còn ăn uống được thì cố gắng chạy về đây sớm, đừng để mà khi mà ăn không được nữa mới chạy, thì chờ nước tới chân mà chạy thì về đây ăn uống không được thì nó sẽ không thải được chất độc. Nên là mà mong bà con thì nếu mà có thì về sớm, xuống đây sớm để ăn uống cho thải chất độc để ra.
và điều trị cho nó nhanh, nhanh bước để trở về. Bà con hãy tin tưởng, xuống đây rồi bà con sẽ thấy. Và ở dưới đây là điều trị rất là tận tình và cũng hiệu quả. Thì ở đây các thầy và các cô rất là thương mến bệnh nhân và chỉ dẫn bệnh tận tình để cho hướng dẫn cho bệnh nhân để mau hết bệnh. Nói chung là về ăn uống cũng như sinh hoạt và cái chế độ ăn uống cũng như khi hết bệnh để về hướng dẫn mình về để ăn uống sao để cho giữ lại cái trạng thái là bệnh tình cho nó ngưng lại đó, nó không phát triển thêm. Nói chung thì khi về đây thì các thầy các cô thì nói chung là thăm khám về chữa bệnh miễn phí, thì cũng mình lòng tin thì về đây cũng hàng ngày vẫn xin Chúa vẫn cầu mong Chúa thương xót, cũng Chúa thần thân xác mình. Thì khi mà bước mình cũng cảm ơn các thầy, cảm ơn Chúa che rồi ở đây để tận tình, cũng như Chúa cũng thương xót Chúa rõ thân xác này để được trở về với cộng đồng. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lá nhà cơm thôi. Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác cho
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.